Viện các vấn đề quốc tế Australia mới đây có bài phân tích cho rằng việc đương kim Tổng thống Mỹ Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào phút chót đã khiến ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris bị hạn chế thời gian để tác động đến cuộc bầu cử. Tuy nhiên, những con số biết nói cho thấy bà vẫn còn cơ hội để chiến đấu. Cử tri Gen Z có khả năng chiếm nhiều phiếu bầu. Chỉ trong vòng một tuần sau khi tuyên bố tranh cử, bà Kamala Harris đã lập kỷ lục về số tiền mà một ứng cử viên tổng thống quyên góp được nhiều nhất trong 24 giờ. Số tiền gây quỹ tăng nhanh đi kèm với sự gia tăng đáng kể của 700% số lượng cử tri đăng ký mới hàng ngày trên vote.org trong vòng 48 giờ kể từ thông báo của bà. Hoạt động bùng nổ này đã khiến một số người ngạc nhiên và có thể là một bước ngoặt trong nền chính trị Mỹ, phản ánh một giai đoạn quan trọng mà trong đó sự tham gia của thế hệ trẻ có thể làm thay đổi động lực của cuộc bầu cử, một sự thay đổi đáng kể đã được các chuyên gia phân tích dự đoán trước. Kể từ khi Donald Trump đắc cử vào năm 2016, nước Mỹ đã chứng kiến một làn sóng chính sách bảo thủ. Phần lớn cử tri của Trump trong thời kỳ này là những người thuộc thế hệ bùng nổ trẻ em, baby boomers, và tỷ trọng tương ứng của nhóm nhân khẩu học quan trọng này đã giảm dần đều đặn kể từ đó. Năm 2024 sẽ là năm đầu tiên mà Gen Z và Millennials kết hợp có khả năng chiếm nhiều phiếu bầu như baby boomers và cha mẹ họ, báo hiệu sự kết thúc của thế đa số trong khu vực bầu cử. Các thành viên Đảng Dân Chủ đã chờ đợi sự thay đổi này trong nhiều thập kỷ, nhận thức được rằng các cuộc bầu cử ở các bang xung đột và các bang nền đỏ kiên cố sẽ vẫn là một cuộc chiến khó khăn cho đến khi thế hệ trẻ đến tuổi bầu cử. Ví dụ, việc đào tạo các nhà tổ chức cấp cơ sở trong các chiến dịch của Đảng Dân Chủ ở Texas thường bao gồm các dự đoán về thời điểm Texas có khả năng trở thành một bang xoay chiều. Những người tham gia được thông báo rằng việc vận động cho Đảng Dân Chủ trong các cuộc bầu cử trước đó có thể không thành công ban đầu. Mục đích là thúc đẩy kỳ vọng rằng điều này sẽ thay đổi trong các chu kỳ tương lai. Cựu ứng cử viên Tổng thống Mỹ Hillary Clinton đã nhắc lại những quan điểm này trong một bài viết trên tờ New York Times hồi tuần trước, bày tỏ sự thất vọng khi không thắng được ông Trump, nhưng cũng rất tự hào về việc bản thân là người phụ nữ ứng cử viên đầu tiên mở đường cho các ứng cử viên tiếp theo như Harris. Điều quan trọng cần nhớ là mặc dù bà Clinton giành được hơn 3 triệu phiếu phổ thông nhưng lại mất phiếu ở các bang dao động mới là vấn đề quan trọng. Thế hệ trẻ nắm quyền quyết định. Sau gần một thập kỷ, người Mỹ có thể đã nhận ra một số bài học. Thứ nhất, nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của ông Trump là điều có thể xảy ra. Và khi đó, nhiều chính sách bảo thủ không được mong đợi sẽ quay trở lại, gây bất lợi cho số đông người lao động phổ thông. Thứ hai, không nên đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của nhóm cử tri Millennials và Gen Z. Những cử tri trẻ tuổi này không chỉ bắt đầu đông hơn những người già, mà còn thể hiện những kỹ năng tổ chức vượt trên các công ty tư vấn chính trị truyền thống. Vào năm 2020, họ nổi tiếng với việc đặt vé cho các sự kiện của Trump và sau đó hủy vé, cùng với việc dàn dựng các chiến dịch kỹ thuật số thúc đẩy tỷ lệ cử tri Đảng Dân Chủ đi bỏ phiếu. Ngày nay, các cụm từ như mùa hè nhí và dự án cây dừa năm 2025 đang thu hút được sự chú ý trên mạng, được thúc đẩy bởi các nghệ sĩ nổi tiếng như Charlie XCX và Chappell Roan. Các chiến lược thông thường của Đảng Cộng Hòa, bao gồm các nhóm tập trung và các chương trình trò chuyện đêm khuya, đã bị lấn át bởi sự lan truyền nhanh chóng và sức hấp dẫn của các nội dung do thế hệ trẻ tạo ra. Cuối cùng, đây là thời điểm quyết định sinh tử và là thời điểm mà Đảng Dân Chủ đã đưa ra dự đoán từ lâu. Mặc dù cụm từ "đây là cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta" thường xuyên được sử dụng trong các chiến dịch tranh cử ở Mỹ, nhưng giờ đây, sự cấp bách đã trở nên đặc biệt rõ ràng, nhất là ở những cử tri trẻ tuổi. Chiến dịch tranh cử của bà Harris đại diện cho đỉnh cao của dự đoán này. Từng tập hợp phía sau Biden, các cử tri trẻ giờ đây có thể coi Harris, một người phụ nữ da màu trẻ tuổi, là ứng cử viên thực sự có thể thể hiện khát vọng và nghị lực tiến bộ của họ. Cuộc bầu cử năm 2024 nêu bật sự thay đổi đáng kể về nhân khẩu học. Khoảng 41 triệu thành viên thuộc thế hệ Z sẽ đủ điều kiện bỏ phiếu, với hơn 8 triệu cử tri tiềm năng mới đã đến tuổi bầu cử kể từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Trước đây, mặc dù số lượng cử tri trẻ ít hơn so với những người lớn tuổi, nhưng khả năng tác động đến cuộc bầu cử của họ là rất đáng kể. Ngay cả khi những nhà hoạt động của Black Lives Matter, những người từng chỉ trích lý lịch công tố của Harris, giờ đây cũng đã tập trung vào kinh nghiệm của bà để hạ gục Trump trong cuộc chiến giữa công tố viên và người bị kết án. Sự thay đổi về thái độ và độ tuổi này có thể là cú hích cuối cùng cần thiết để Đảng Dân Chủ giành lại lợi thế trong cuộc đua. Hiện tại, bà Harris đang đạt được sức hút chưa từng có, trong khi Đảng Cộng Hòa vẫn còn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của chiến dịch, vốn để đối phó với ông Biden. Và như vậy, trong những ngày tới,
ông Trump và những người ủng hộ ông chắc chắn sẽ phải nỗ lực gấp đôi. Tóm lại, có những dấu hiệu rõ ràng rằng người Mỹ đã rút ra được những bài học trong thập kỷ qua và có thể sẵn sàng thực hiện một sự thay đổi đáng kể theo hướng cánh tả. Nhận thức về việc chính sách bảo thủ không mang lại lợi ích cho người Mỹ đang được mở rộng hơn và sự tham gia ngày càng tăng của cử tri trẻ có thể tạo ra một bước ngoặt quan trọng. Những vũ khí của bà Kamala Harris. Đường đến Nhà Trắng trong tháng qua đã có nhiều bước ngoặt quan trọng, chủ yếu từ việc Đảng Dân Chủ thay ngựa giữa dòng khi ngày tổng tuyển cử cận kề. Tuy bất ngờ được đưa lên đầu chiến tuyến, ứng cử viên đại diện Đảng Dân Chủ Kamala Harris đang từng bước chứng tỏ bà đã nhanh chóng nhập cuộc và có sự chuẩn bị vững vàng cho cuộc đua. Ngay sau khi nhận đề cử của Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris đã đưa ra quyết định được xem là quan trọng nhất trong sự nghiệp chính trị, là chọn người đồng hành trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024. Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, bộ đôi Harris-Walz đã cùng xuất hiện trong buổi vận động tranh cử tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania, tối ngày 6 tháng 8. Điều đáng nói là trước khi Walz và Harris bước lên sân khấu, sự khác biệt trong phong cách của họ là thứ mà bất kỳ ai theo dõi 6 tuần hỗn loạn vừa qua đều có thể thấy rõ. Kamala Harris, một cựu công tố viên, và quan trọng hơn, một phụ nữ da màu đang là tâm điểm của nền chính trị quốc gia, mặc bộ vest rộng vai, đeo ngọc trai và đi giày cao gót, đôi khi là giày track bảnh bao. Bà có một đôi lông mày cong, những cái vung tay thành thục và những câu chữ phát biểu được sắp xếp cẩn thận. Ngôn ngữ cơ thể của bà cho thấy một sự kiểm soát chặt chẽ với đôi mắt, luôn nhìn vào một điểm xa và chuyển động mượt mà. Trong khi đó, Tim Walz với bờ vai rộng thường xuất hiện với chiếc áo phông, mái tóc trắng hơi rối và đôi khi là chiếc mũ rằn rì. Ngay cả khi mặc áo khoác và cà vạt, Tim Walz vẫn thường trông giống một huấn luyện viên bóng bầu dục trung học đầy bối rối. Thu hút đám đông với tiếng cười vang dội. Phải thừa nhận bước đột phá của Tim Walz trong vài tuần qua cũng là của chính Harris. Sau nhiều năm đấu tranh để giành được sự ủng hộ của công chúng, nữ lãnh đạo da màu đột nhiên trở thành niềm hy vọng và có sự hậu thuẫn của cả Đảng Dân Chủ ở phía sau. Là một người kín tiếng và có phần bí ẩn với cả những người muốn ủng hộ, Harris thu hút đám đông với tiếng cười vang dội và cả những bước nhảy duyên dáng. Và Tim Walz, giống như người đồng hành, cũng có tiếng cười lớn và thậm chí là không thể kìm nén, điều mà người ta đã chứng kiến vào tối 6 tháng 8. Cả hai đều có nét gì đó dân dã và một chút quyết liệt. Giống như Harris, con gái của những người nhập cư Jamaica và Ấn Độ, Tim Walz, theo cách riêng, lại là một người Mỹ điển hình, đến từ một thị trấn nhỏ, học trường công, gia nhập lực lượng vệ binh quốc gia và trở thành giáo viên. Chính Kamala Harris đã nhấn mạnh điểm chung này trong bài phát biểu tối 6 tháng 8, chỉ ra sự khó tin trên chặng đường chính trị của họ, từ những đứa trẻ trung lưu đến những vị trí cao nhất trong nước thang quyền lực chính trị. Bà tuyên bố, chỉ có ở Mỹ, những người như vậy mới có thể cùng nhau tiến đến Nhà Trắng. Đổ lỗi cho bà trùm biên giới. Đội ngũ cạnh tranh của Kamala Harris tiết lộ, trong một loạt sự kiện tranh cử và quảng cáo trực tuyến sắp tới, bà sẽ tỏ rõ lập trường cứng rắn hơn về vấn đề nhập cư bất hợp pháp, đối đầu với Donald Trump trong hồ sơ mang tính biểu tượng của cựu Tổng thống Mỹ này. Chiến dịch tranh cử dự kiến thúc đẩy sự ủng hộ của Harris đối với một dự luật an ninh biên giới lưỡng đảng từng bị Thượng viện bác bỏ vào tháng 2 sau khi Trump lên tiếng phản đối. Theo đó, tăng kinh phí cho các nhân viên biên giới và các cơ sở giam giữ người di cư trái phép, cách tiếp cận cứng rắn hơn được dự đoán sẽ thể hiện rõ trong các chương trình vận động sắp tới của bộ đôi Kamala Harris và Tim Walz. Harris cũng sẽ nêu bật những hành động gây chia rẽ nhất của Trump, chẳng hạn như chính sách năm 2018, từng chia cắt hàng nghìn gia đình di cư tại biên giới Mỹ-Mexico và một sắc lệnh hành pháp năm 2017, cấm việc đi lại từ một số quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi. Tòa án tối cao Mỹ từng duy trì một phiên bản của lệnh cấm này suốt cả năm sau đó. Matt Barreto, chuyên gia thăm dò dư luận, từng hợp tác trong chiến dịch tranh cử của Harris và Biden, bình luận, đó là một phần trong nỗ lực lớn của Harris nhằm tấn công trực diện ông Trump. Đảng Dân Chủ luôn làm tốt khi họ tập trung và không tránh né vấn đề nhập cư. Trong khi đó, chiến dịch tranh cử của Trump đã tìm cách đổ lỗi cho bà Harris về tình trạng nhập cư bất hợp pháp, gọi bà là trùm biên giới thất bại, dù thực tế trách nhiệm của bà tập trung vào các động lực giải quyết vấn đề di cư từ Trung Mỹ. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Trump, Caroline Levis, bình luận, nếu Kamala, theo chủ nghĩa tự do nguy hiểm, trở thành Tổng thống, biên giới của chúng ta sẽ rộng mở cho những kẻ khủng bố và tội phạm từ khắp nơi trên thế giới. Những kẻ sẽ không phải chịu bất cứ hậu quả nào cho những tội ác xuyên biên giới. Giới quan sát nhận định,
Kamala Harris bắt đầu thúc đẩy chiến dịch tranh cử mới mang tính chiến đấu hơn từ bài phát biểu tại Atlanta hồi tuần trước, chỉ trích Trump vì đã góp phần phá vỡ dự luật an ninh biên giới. Bà cũng nhấn mạnh thành tích cá nhân liên quan đến các vụ truy tố tội phạm về vấn đề biên giới với tư cách là Tổng trưởng lý California. Bà tuyên bố, tôi đã truy tố các băng đảng xuyên quốc gia, các băng đảng ma túy và những kẻ buôn người đã nhập cảnh vào đất nước chúng ta một cách bất hợp pháp. Tôi truy tố từng vụ án và tôi đã thắng. Harris đưa dự luật an ninh biên giới trở thành trọng tâm cương lĩnh tranh cử với một quảng cáo chiến dịch kỹ thuật số mô tả cuộc bầu cử là sự lựa chọn giữa người sẽ sửa chữa hệ thống nhập cư nhiều lỗ hổng và người đang cố gắng ngăn chặn bà ấy. Ngày càng lo ngại về tình hình nhập cư bất hợp pháp. Giáo sư Jeffrey Jamin làm việc tại Đại học bang Wichita, chuyên nghiên cứu truyền thông chính trị, nhận định chiến lược của Harris là cách để tránh nhượng bộ vấn đề an ninh biên giới trước Đảng Cộng Hòa. Ông nói, việc không nói về vấn đề này sẽ để ngỏ không gian cho Đảng Cộng Hòa hoàn toàn thống trị cuộc thảo luận và định hình mọi thứ theo cách không mấy dễ chịu. Tuy nhiên, Jamin thừa nhận rằng nỗ lực tấn công này không có khả năng giành được sự ủng hộ của các cử tri Cộng Hòa và Harris có nguy cơ bị trạch hướng sang các vấn đề không quan trọng đối với những người ủng hộ bà. Ông nói thêm, những ứng cử viên dành quá nhiều thời gian để nói về các vấn đề của đối thủ sẽ luôn gặp khó khăn hơn trong việc giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy cử tri ngày càng lo ngại hơn về tình trạng nhập cư bất hợp pháp vốn duy trì ở mức cao dưới thời Joe Biden. Trong một cuộc thăm dò ý kiến của Reuters vào tháng 5, khoảng 45% cử tri đã đăng ký bỏ phiếu đánh giá tình trạng nhập cư, khiến cuộc sống của người Mỹ bản địa trở nên khó khăn hơn. Tình trạng vượt biên trái phép đã giảm mạnh kể từ khi Biden ban hành các hạn chế mới về tị nạn tại biên giới hồi tháng 6 vừa qua. Bản ghi nhớ của Immigration Hub, một tổ chức vận động hành lang, trích dẫn kết quả các cuộc thăm dò ý kiến tại 7 bang chiến trường và khuyến nghị Harris khích lệ cử tri bằng cách nhấn mạnh thành tích hành pháp với các nỗ lực bảo vệ người nhập cư, lưu trú bất hợp pháp tại Mỹ. Cử tri da trắng là khối chủng tộc lớn nhất. Theo phân tích các cuộc thăm dò của Reuters gần đây, Harris đang nhận được nhiều sự ủng hộ hơn từ cử tri da màu so với Tổng thống Joe Biden khi ông tham gia cuộc đua năm nay, trong khi sự ủng hộ của cử tri da trắng dành cho ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa cũng đã tăng nhẹ trong những tháng gần đây. Phân tích hơn 10.000 phản hồi từ 7 cuộc thăm dò toàn quốc mà Reuters đã tiến hành từ tháng 5 chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu đáng kể đối với Harris. Khoảng 70% cử tri da màu được hỏi vào tháng 7 đã chọn Harris thay vì Trump trong một cuộc bỏ phiếu giả định, tăng từ 59% ủng hộ Biden trong các cuộc thăm dò vào tháng 5 và tháng 6. Tỷ lệ phiếu bầu của người da màu dành cho Trump đã tăng một chút lên 12% vào tháng 7 và khoảng 9% vào tháng 5 và tháng 6. Ông Trump cũng thu hút sự ủng hộ ngày càng tăng từ những cử tri da trắng. Khoảng 50% đã chọn Trump trong các cuộc thăm dò ý kiến vào tháng 7, tăng từ 46% của hai tháng trước đó. Cuộc đua về cơ bản được nhận định là vẫn ở thế ngang bằng. Phân tích kể trên xem xét các phản hồi của cử tri được thu thập trong suốt tháng 7 về cuộc đối đầu giả định giữa Harris và Trump, trong đó bao gồm cả các phản hồi từ trước khi Biden kết thúc chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, tất cả phản hồi về Harris đều được thu thập sau khi cuộc tranh luận thảm họa ngày 27 tháng 6 của Biden, khi màn thể hiện yếu kém khiến Đảng Dân Chủ kêu gọi ông kết thúc chiến dịch. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, cử tri da trắng là khối chủng tộc lớn nhất, chiếm 72% tổng số cử tri tham gia cuộc bầu cử năm 2020. Dù tỷ lệ này giảm mạnh trong những thập kỷ gần đây, người Mỹ gốc Phi chỉ chiếm 11% cử tri trong năm đó, song lại là thành phần quan trọng của khối ủng hộ phe Dân Chủ và có thể đóng vai trò lớn trong cuộc bầu cử năm nay. Lấy ví dụ, các cử tri da màu tại Georgia đã góp phần đưa Biden giành chiến thắng trước Trump trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Song, sự gia tăng chi phí sinh hoạt và sự trì trệ trong vấn đề công lý chủng tộc đã khiến nhiều người không khỏi vỡ mộng. Nhà thăm dò ý kiến của Đảng Dân Chủ Terence Usberry, chuyên tiếp cận cử tri thiểu số, cho rằng Harris cần sự ủng hộ áp đảo từ người Mỹ gốc Phi để bù đắp cho điểm yếu của bà trong việc thu hút cử tri da trắng, đặc biệt là nam giới và người cao tuổi. Ông nhấn mạnh, bà ấy cần phải củng cố cơ sở cử tri da màu, cử tri trẻ và phụ nữ da màu. Harris có thể giành được nhiều lá phiếu từ cử tri da màu hơn, những người trước đây vẫn còn do dự. Tháng 7 vừa qua, khoảng 19% cử tri da màu đã đăng ký bỏ phiếu, cho biết họ vẫn chưa quyết định, có thể sẽ chọn một ứng cử viên thứ ba hoặc không bỏ phiếu, giảm so với mức 31% vào tháng 5 và tháng 6 trước đó. Một quan chức phụ trách chiến dịch tranh cử của Harris cho biết họ dự đoán cuộc đua sẽ diễn ra xì xào trong thời gian trước tháng 11